em còn một giỏ quế đây. Đây là chậu đây, các bác về chôn trong chậu nhá. Vào lấy cái kia lũa nó cũng nhẹ lắm, không có nặng đâu. Lũa thì bền. Đây ạ, trụ này Thanh Mai lên là 1.350.000 các bác nhá. 1.350.000. 1 2 3 này, 4 5 6 7 ngọn này. 7 ngọn các bác nhá, còn cái này con đầy này, 7 ngọn. 1.350.000 các bác nhá. Quay chung quanh luôn. Rất đẹp. Các bác nhá, sở hữu từ bây giờ đi đến đây ngắm hoa sưu tầm nhá. Chỗ này. 2 ngọn các bác nhá. Chỗ này em lên là 120 các bác nhá. 120. Số 1 đi. Số 2 này. Số 2 Thanh Mai cũng lên 120. Số 3 này. Số 3 150 các bác nhá. Số 3 150. Số 4 này. Số 4 120 các bác nhá. 120. Rừng này. Thanh lý cho các bác 400 nhá. Cái này là nhạn rừng, hoàng nhạn rừng các bác nhá. Hoàng nhạn rừng bao nhạn va hoa vàng lưỡi trắng các bác nhá, đang nụ này, hai nụ này. Va hoa vàng lưỡi trắng chậu này em lên là 500 các bác nhá. Số 1. Va hoa vàng lưỡi trắng dòng này rất là nhanh lớn, dễ trồng, dễ chăm hoa, cực kỳ đẹp các bác nhá. Trắng chậu tác phẩm các bác này. Đẹp không? Ui dễ ra lúc lúc các bác này. Ui ngắm cái rễ của nó đã luôn các bác này. Chậu này thì được 3 nụ các bác nhá. Chậu này Thanh Mai lên giá là 800. 800 các bác nhá, chậu gỗ cáo. Thanh lý 150 các bác nhá, 150. Em còn chậu va hoa vàng lưỡi trắng này nữa nè. Chậu này em chia sẻ giá là 280 các bác nhá, 280. Lên cho các bác chậu đai châu rừng này. Đai châu rừng này 3 ngọn các bác nhá. To. Đang già đẹp không? Chậu này em chia sẻ giá là 450 các bác nhá, 450 ạ. Ngang này. Gấp đôi em. Cái này là sơn thủy tiên. Em thanh lý là 250 hai chậu các bác nhá. Hàng tất cả hàng nhà Thanh Mai là hàng thuần rồi các bác nhá. Về sẵn các bác treo và chăm thôi. Rồi dáng hương tam bảo đang nụ các bác này. Ui thơm nức vườn rồi, nhà em có mấy bông nó nở thơm nức vườn. Đây này. Đây giỏ này 1 2 3 4 5 6 ngọn nhá, 300 các bác nhá. 300 dáng hương số 1. Dáng hương số 2 các bác này. Ui thơm nức vườn các bác. Dáng hương số 2 Thanh Mai thanh lý là 250 nhá. Thơm lắm các bác. Dáng hương số 3 các bác này. 2 4 6 ngọn. Số 3 300 các bác nhá. Mai thuần 3 năm rồi các bác nhá. 3 là 300. Em giỏ số 4 này. Ui đẹp không cả nhà này, xếp này, nụ này. 1 2 3 4 5. Số 4 này em lên là 280 các bác nhá, 280. Cô chú bác chị vào mua hàng của Hoa Lan Thanh Mai theo số điện thoại là 0372 094 157. Xin kính chào và hẹn gặp lại.